I'm the memories. Demon or human? Chào mọi người đã quay lại với kênh của tôi và lại tới đây Top 1 Series. Thì có thể như mọi người đã thấy, đó là Cinet của chúng ta đã vừa mới ra một bộ skin mới. Và đó là một skin tiệc bãi biển nha, về chủ đề bãi biển nha. Và cái tên skin này đó là Giấc mộng biển xanh. Cái tên nó, theo tôi cái tên này nó hơi không ấy, hơi không nó gọi là hơi không liên quan đến về cái chủ đề bãi biển cho lắm. Tự dưng lại là giấc mộng biển xanh. Chẳng hạn là đặt mới như cái mấy skin trước là Cinet thì bãi biển cũng được. Thì tôi lại thích cái kiểu tên như thế hơn. Và rồi, đầu game đã sang cướp rồi. Và lý do tại sao mà hôm nay tôi mới lên clip review này cho mọi người thì nó một cái lý do nó rất là đơn giản thôi. Đó là bởi vì hôm qua tôi thua quá nhiều. Hôm qua tôi đã gọi là tôi mua skin này cũng khá sớm. Và tôi ngồi làm, tôi quay video, tôi bảo tôi chơi, tôi quay video. Và mọi người biết không, tôi đã ăn nguyên một cái chuỗi thua ạ. Nhưng mà file này từ, mấy cái thanh niên này làm gì đây? Trời ơi, thằng Quy nó lên luôn này. Nhưng mà Zuka không chơi, Zuka này muốn để cho tôi tanh hay sao á. Cái file này thì yếu máu rồi nha, lui về nhẹ cái. Zuka thấy yếu máu, Zuka mới nên, thanh niên này khá là khôn đấy. Kiểu cái lúc đánh nhau thì nó để cho mình tay hết đam rồi, nó bắt đầu nó yếu máu là nó lợi thế, nó cái lượng máu của nó hơn là nó lên nó kiếm bọn kia để nó lụm mạng ấy. Trời đất ơi. Rồi ăn nhẹ cái con quái nhỏ này nha. Á, Quy đi lên cao này. Trời ơi, Quy lên cao nhưng mà mạng này là của tôi nha. Đấy, trời ơi, tốc biến làm sao KS được. Và sau khi ăn được mạng của Quy này thì chúng ta sẽ khởi động cho mình đó là con tà thần nha. Một lý do tại sao mà không xuống ăn con rồng, bởi vì hết máu rồi, hết máu hết chiêu. Bây giờ xuống con rồng khả năng tem địch nó mỗi thằng nó đá đưa nhẹ cho một tí là lên bảng đếm số thôi. Mọi người chơi CDS thì cố gắng giữ mạng đầu game ấy xíu nha. Đánh kỹ đầu game xíu để cho gọi là cái khoảng khi con CDS nó có một cái gọi là lượng trang bị nhất định rồi thì các mọi người có thể cố gắng làm sao cho con Cinet nó khỏe nhất có thể, tận dụng con Cinet khỏe nhất có thể trong cái thời gian đấy nha. Chứ cũng đừng quá là đánh nhiều và ép nhiều đầu game. Con Cin mà bị thọt đầu game thì nó cực là khó chơi luôn á. Trời ơi, già nó lao vào phát mà nó lao ra. Ui cái thanh niên này, thanh niên này có chịu ghê ta. Ui không chết kìa, trời ơi nó chấm máu luôn. Tôi quay lại về cái review skin. À nhưng mà từ thanh niên này lại còn đòi muốn vào ăn tôi làm sao được. Và đổi máu né được luôn chiêu cuối của Quy. Và Quy chắc chắn là phải nằm xuống rồi, làm sao mà đỡ được. Đó, thì chúng ta có một cái gọi là kỹ năng đổi máu của con Xin này thì dường như là chuyện ao nhây dành cho tem địch nó cũng khá là dễ dàng thôi. Nếu mà mọi người chơi gọi là kỹ và chơi nhiều con Xin rồi. Rồi thì quay lại review một tí. Nhưng mà cái bọn này nó cứ đánh nhau hoài luôn đấy. Trời ơi, nhưng mà không sao, pha này thì mình không ăn được mạng. Pha này dùng tem địch cũng khá hay đổi mạng được với AD mình. Nhưng mà pha này thì trời ơi, thằng Ari nó lên đây rồi. Chạy nha. Pha này kẻ mà còn chưa cuối là tôi ấy nha. Ui muốn chạy lên đây nhưng mà thằng Quy nó chặn đầu thằng Ari, nó lại tốc biến lên đâu, choáng thành công mà mình nên bảng đếm số luôn. Trời đất ơi. Thì nói chung là chúng ta quay lại cái review skin á, kệ giao tranh nha. Rồi thì cái skin này mọi người, nếu mà các bạn đang hỏi tôi là theo tôi nó trên thang điểm mấy thì theo tôi trên thang điểm, nếu mà đánh giá một cách khách quan thì tôi nghĩ sẽ được tầm 7.5 đến 8 điểm. Chứ cũng không quá là đẹp, bởi vì cái skin này thì như tôi đã chơi được vài trận thì cái sự hiệu ứng chiêu thức nghe cũng khá là vui tai.
Và cái gọi là chiêu 2 thì cũng khá là đẹp. Nói chung là theo tôi là chiêu 2 này là đẹp nha. Cái thanh niên này làm gì đây? Trời ơi, ăn con quái không xong nữa. Rồi, zip hút phải này gì? Ui, chiêu 1 zip thành công thì chắc chắn là phải được một mạng rồi chứ. Tưởng pha đấy KS được hai, à là tưởng pha đấy bị mất luôn hai mạng nữa thì ôi trời ôi lắm. Ơ, thằng Ari này muốn làm gì đây? Mà Ari này pha này thì mình đánh được nha. Ari đầu game nó cũng không quá đam. Ôi trời trời trời. Mà cái thằng Luka đó. Tự dưng nó đi lao ra một phát là con Ari nó tích được cái lội tại chiêu 1 của một, thành ra nó lướt được hai lần ạ. Trời đất ơi, báo thủ không à. Thì nói chung là cái skin này ấy, thì tôi thấy cái huyết tế của nó không quá là đẹp thôi. Chứ thực tế là chiêu 2 của nó, chiêu 2, chiêu cuối, chiêu 1 cũng khá là đẹp. Nói chung nó cũng khá là đẹp. Huyết tế thì làm nó hơi sơ sài quá. Tôi thấy huyết tế nó làm hơi sơ sài quá thôi. Nên là chắc là theo tầm 7 điểm rưỡi đến 8 điểm là được. Còn đâu nếu mà vào cá nhân tôi và vào cái arc này thì chắc tôi sẽ cho nó 4 điểm. Bởi vì nó quá là đen luôn ạ. Trời ơi, người ta bảo là chuyện tâm linh không đùa được. Thật sự luôn, mà tôi đánh cái skin này mà tôi thua hoài luôn á. Thua mà gọi là hôm qua, mà đáng lẽ là hôm qua có clip làm cho mọi người rồi. Trời, cái thành viên này nó cứ, nó không hiểu sao ấy. Nó cứ lao đầu, nó cứ thấy mình nó lao đầu vào nó đánh mình á. Thì không hiểu sao hôm qua tôi đánh, tôi thua lên thua xuống, thua tái thua hồi luôn. Trời đất ơi. Thế là hôm nay mãi đánh mãi mới có một clip dành cho mọi người coi ấy. Đánh skin khác thì win, nhưng mà đánh cái skin này thì thua đấy. Thế nó mới tài chứ. Trời ơi, pha này thì lại ba người nùi nhẹ cái nha. Rồi thì nói chung là theo mọi, đấy là ý kiến cá nhân tôi thôi. Nếu mà theo mọi người thì skin này thì so với các skin khác là như thế nào thì mọi người có thể bình luận ở dưới tôi cho tôi biết nha. Thì nếu mà skin này nhiều bạn chưa biết thì skin này nó được ở trong sổ sứ mệnh 64 nha. Còn đặt trước, tại sao tôi có skin trước sớm thì bởi vì là tôi đặt trước sổ sứ mệnh. Thì tôi cũng khuyên thật mọi người là nếu mà ấy thì tôi khuyên thật là cái sổ này thì mọi người nên đặt sổ thường thôi. Cũng đừng có đặt sổ trước như tôi, chơi được có 3-4 ngày nó cũng không quá là gọi là nó không quá là xuất sắc để chúng ta phải bỏ một thêm một cái số tiền gần gấp đôi. Gần gấp đôi cái số tiền, ui dồi nó đau. Gần gấp đôi số tiền của một cái cuốn sổ thường mà để mà sở hữu sớm được 3 ngày đâu. Bởi vì chẳng qua là tôi làm video nên tôi mới ấy thôi, chứ không thực tế tôi cũng chỉ để làm sổ thường thôi mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta ấy đặt sổ vượt cấp thì chúng ta sẽ được lợi thêm là các cái vòng quay, nhưng mà cái skin vòng quay nó xấu tai, xấu hại, xấu thối, xấu rồi luôn ấy. Thật sự luôn ấy, cái vòng quay nó quá chán luôn ấy. Nên là tôi khuyên thật thì các bạn nên đặt sổ thường hơn, nên mua sổ thường hơn. Rồi pha này thì băng trụ, pha này băng trụ thì chạy làm sao được Ari. Mày kiếm tao hơi nhiều nha. Rồi được một bạn Ari. Tiếp tục là thằng Ignis này, làm sao mà chạy được. Double kill. Con zip ở đây thì gian nó cũng chỉ là con muỗi mà thôi, mà thậm chí là kể cả không có zip thì gian không thể nào ăn được tôi rồi. Triple kill. Đó, cái kèo gian này thì thật sự ý, kèo gian này là kèo rất là dễ luôn á. Thật sự đấy, mọi người có thể thấy nó tên là cái gì mà Huy ba lướt hay Huy ba lủng gì ấy, thì chắc chắn là thằng này sẽ có top gian rồi. Top gian thì chắc chắn là nó sẽ biết chơi gian nha. Đấy, đúng rồi, Huy ba lướt. Vừa anh nhìn cứ tưởng Huy gì. Thì thậm chí ấy, thì chắc chắn là nó sẽ có top gian thôi. Nên là mọi người cũng gọi là thằng này là cũng phải biết chơi gian rồi. Mọi người thấy đấy, gọi là con gian này thì nó kèo là kèo khá là dễ. Nên là mọi người cứ kiểu gọi là đầu game thì cứ cố gắng farm, mình cứ farm theo cái quy luật cũ thôi, quy luật tầm 6 phút thôi, cố gắng farm 6 phút. Yên bình ở 6 phút, má cái thằng chó này nó ăn cái bùa mình. Thôi coi như mọi người không thấy tôi chat gì nha. Thì gọi là cứ quy luật 6 phút thì các bạn nào cố gắng là farm cho tôi khá khá vào. Đừng quan tâm nó có đau hay là đừng quan tâm cho nó có sách có sủng gì. Cứ tầm 6 phút các bạn cố gắng farm cho tôi khá khá vào. Rồi các bạn sẽ bắt đầu ép tướng địch nha. Nên nhớ là cái điều đấy nha. Các bạn không nên đặt nặng quá cái vấn đề là nó lên sách lên đau mà các bạn sợ không solo lại với nó. Thậm chí là kiểu nhiều yếu tố, kiểu gọi là 2-3 thằng là các bạn sợ thì đừng có sợ mấy cái đấy nha.
quan trọng là con xin này, chúng ta quan trọng các bạn thả được chiêu 2 thôi. Các bạn thả chiêu 2 làm sao cho nó hợp lý nhất có thể, và các bạn sử dụng chiêu cuối ao làm sao đẹp nhất có thể thì các bạn có thể ra tranh ngon. Còn thậm chí là tôi nghĩ đấy, trời ơi, thằng này lại còn đòi bắt lẻ bốn thằng kem tôi AD đẹp kem địch muốn bắt lẻ bốn thằng kem tôi hay sao á. Thì thậm chí là tôi nghĩ thì về cái khả năng con xin ấy thì nó hồi phục nó là một lợi thế, nhưng mà nó không quá là gọi là không quá là một cái gọi là chủ chốt của con xin đâu nha. Rồi thì tiện thằng AD vừa nãy tôi ấy, tiện thằng AD vừa nãy nó ăn bùa của tôi, thì tôi sẽ nói cho các bạn một điều, một cái vấn đề này dành cho các bạn. Tôi khẳng định với các bạn là thường các bạn chơi xin các bạn sẽ gặp cái trường hợp như thế này, nhưng mà pha này thì ra bắt mấy thanh niên này đã ui mẹ nó hất đẹp hết ta. Nhưng mà pha này thì phải huyết tế rồi, trời ơi huyết tế, tôi thấy huyết tế nó khá là đẹp, à nó khá là ấy, nói chung là cái lúc nó bắt đầu nó huyết tế nó khá là đẹp, nhưng mà cái lúc vận xong cái huyết tế nhìn xấu quá. Rồi pha này thì vai ô vẫn phải nằm xuống thôi. Ui zip sao không năn đi, trời ơi, nhưng mà không sao, zip không năn, nhưng mà hai thanh niên này là người chết thôi, double kill rồi, trời ơi tiếp tục. Nhưng mà pha này khả năng là không win được đâu mọi người, pha này thì không win được đâu, nó có gian mà. Thì quay lại cái vấn đề vừa nãy tôi nói ấy, tôi muốn nói với mọi người nha, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề nhường bùa. Tôi sẽ thấy là nhiều bạn sẽ bị hay bị nói bảo là con xin không cần bùa xanh, con xin không cần bùa các thứ, nhưng cái hoàn toàn là sai nhá. Thứ nhất là con xin nó rất là cần bùa xanh và bùa đỏ, thậm là rất là cần luôn nha. Bùa xanh thì các bạn giúp cho các bạn có 20% hồi chiêu, còn bùa đỏ thì giúp cho các bạn là làm trận tướng địch khi các bạn combo. Thì các bạn cứ hình dung xem con xin bây giờ nó không có một cái gọi là chiêu thức nào để giữ chân tem địch, thì nó có mỗi cái bùa đỏ thôi, nó đánh thường dạng gần thì nó sẽ giúp cho các bạn tung chiêu 2 dễ hơn. Bởi vì khi các bạn đánh thường và có bùa đỏ thì nó sẽ làm chậm tướng địch, thì khả năng tung chiêu 2 của mình sẽ dễ hơn, đúng không? Còn cái bùa xanh ấy thì nó sẽ giúp cho các bạn giảm phần trăm hồi chiêu. Thì nhiều bạn sẽ không để ý cái phần trăm hồi chiêu ấy đâu. Cái phần trăm hồi chiêu ấy thì tôi sẽ làm phép tính nhỏ cho các bạn nha. Thì như chẳng hạn là 10 giây đúng không, mà các bạn có tổng cộng là 40% hồi chiêu, đó là max là 40% hồi chiêu, mà 10 giây, ví dụ một chiêu thức là 10 giây, thì đương nhiên là khi các bạn có 40% hồi chiêu thì các bạn sẽ được giảm 4 giây, nghĩa là hồi chiêu đấy sẽ chỉ hồi trong vòng 6 giây. Mà 4 giây các bạn nghĩ một 4 giây trong một pha combat dài đến đâu thì cũng chỉ được có mười mấy giây, cũng gần 1 phút là cùng. Nếu mà combat dài nó cũng gần 1 phút là cùng, còn thậm chí nó còn ngắn hơn. Nên là 4 giây nó cũng là một khoảng quá trình nó rất là dài, nó rất là nhiều luôn á. Mà con xin này cần hồi chiêu bởi vì nó là cái chiêu cuối nha. Cái chiêu cuối con xin nó rất cần đấy nha, rất cần hồi chiêu á. Để các bạn có thể là combat nhiều hơn. Bởi vì chiêu cuối con xin nó rất là khỏe mà. Con xin chiêu cuối là nó rất là khỏe nha. Rồi pha này thì chắc chắn là làm sao mà làm được. Trời ơi, pha này thì bắt luôn Vio nha. Vio cũng không thể nào làm được đâu. Đổi sang điểm, Chém thường thôi, ăn được không? Ôi, ăn được Quy và win luôn rồi. Trời ơi. Đó, nói chung là nên là các bạn cố gắng không nên nhường mùa nha. Rồi, còn tiếp đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nếu thấy hay đừng quên cho Sunshine một like, subscribe nha. Và cũng đừng quên bình luận nêu cảm nhận cho tôi biết thì cái skin này nó sẽ như thế nào đối với mọi người nha. Rồi bye bye, và hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye bye. Hôm qua mãi mới quay lại được cái 5 năm sao á, hôm qua thua quá nhiều luôn rồi, MVP luôn đó, top Gian và top Quy đó mọi người thấy chưa. Rồi bye bye.